Tại kỳ họp Quốc hội vào sáng nay thì ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa tối cao đã trình bày tóm lược vụ án Hồ Duy Hải và ông ta tiếp tục đưa ra những cái chứng cứ để chứng minh rằng Hồ Duy Hải đã phạm tội giết người tại bưu điện Cầu Voi vào tháng 1 năm 2008. Thì ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra 6 cái điểm chứng cứ để cáo buộc Hồ Duy Hải trước khi đi vào phần phản biện lại những cái quan điểm lập luận của Nguyễn Hòa Bình. Thì tôi xin nói về cái việc, cái phương pháp mà cơ quan điều tra của chế độ Cộng sản Việt Nam thường hay là áp dụng hay là làm oan sai cho những công dân Việt Nam như thế nào. Thì thưa quý vị và các bạn đã từng đọc các cái báo chí Cộng sản đưa tin về các vụ án của ông Huỳnh Văn Nén, ông Nguyễn Thanh Trấn hay là ông Hàn Đức Long. Thì họ đã kể lại những câu chuyện oan khúc của họ trong suốt thời gian họ bị cơ quan điều tra ép cung nhục hình, họ bị đánh một cách thậm tệ. Điều tra viên thì thường bắt họ phải học thuộc những cái lời khai mà đã được điều tra viên chuẩn bị trước để phù hợp với các chứng cứ mà điều tra viên đã thu thập được từ hiện trường hay là phù hợp với các lời khai của các nhân chứng. Cho nên không có lạ gì khi mà họ hoàn tất hồ sơ chuyển sang viện kiểm sát hay đưa sang tòa án thì các cơ quan nêu trên rất là dễ mắc lừa và hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ một cái điểm nghi ngờ hay là một cái điểm khập khiễng nào giữa lời khai của những người mà gọi là bị can, bị cáo với những cái chứng cứ khách quan mà cơ quan điều tra đã thu thập được ở trong hiện trường. Thì tôi đã từng bị tạm giam tại trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội 10 tháng và trong thời gian đó thì tôi bị giam chung với hàng trăm các cái bị can khác nhau, vì tôi đã trải qua 4 cái buồng giam ở đó trong thời gian 10 tháng và tiếp xúc và nghe rất nhiều những cái câu chuyện về những cái người mà khi họ bị ép cung nhục hình ở đó thì họ thường kể là gì, thậm chí điều tra viên không cần hỏi họ bất kỳ một câu hỏi nào, tất cả các câu hỏi và những lời khai thì đã được điều tra viên viết sẵn vào trong biên bản rồi. Khi đến đấy thì điều tra viên, nếu người nào nghiện thuốc, họ cho hút thuốc hay là những đáp ứng một số cái nhu cầu cá nhân của những người bị gọi là bị can đó, và sau khi xong á thì điều tra viên cho họ đọc lại cái bản lời khai mà đã được điều tra viên viết sẵn, và người đó chỉ việc ép và ký vào cái biên bản đó là xong. Và qua nhiều lần như vậy thì điều tra viên bắt những người đó phải học thuộc lại tất cả những cái lời khai mà đã được điều tra viên chuẩn bị từ trước. Đấy là tôi đã chứng kiến rất nhiều người họ bị như vậy. Còn thì có những người thì bị điều tra viên là phải bắt là phải học thuộc lòng, rồi phải biết nhìn những cái chứng cứ, những cái vật chứng liên quan đến cái vụ án đó để mà khi có ra tòa, tòa án hỏi thì họ nhận xét là đúng và chính xác với tất cả chứng cứ mà họ đã thu thập. Thế nên chúng ta hoàn toàn không có lạ lùng gì khi mà tất cả những cái lời khai của Hồ Duy Hải phù hợp với các chứng cứ mà điều tra viên cũng như là lời khai của các nhân chứng thu thập tại hiện trường, bởi vì điều tra viên đã có một cái quá trình chuẩn bị rất là chu đáo lời khai cho Hồ Duy Hải, bắt Hồ Duy Hải vào thuộc điều đó để làm sao nó phù hợp với các chứng cứ họ thu thập tại hiện trường. Đấy là cái như vậy. Thế thì tại cái phiên họp Quốc hội sáng nay ngày 15 tháng 6 thì ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra những cái lập luận gì? Thứ nhất, ông ta nói gì? Cơ quan điều tra đã cho Hải mô tả hiện trường, Hải mô tả một cách chính xác những đồ vật trên hiện trường, nếu không có mặt thì không mô tả được. Đây là cái điểm như tôi đã trình bày đấy. Bởi vì đương nhiên Hồ Duy Hải không biết được rồi. Nhưng mà tại sao anh ta lại mô tả chính xác hiện trường? Bởi vì trước khi viết vào lời khai, vào biên bản hỏi cung đó, thì Hồ Duy Hải đã được điều tra viên viết xuống hoặc đọc cho Hồ Duy Hải nghe. Đến khi thuộc thì thôi. Rồi sau đó họ mới bắt đầu viết vào trong các biên bản lời khai. Và nếu không, Hồ Duy Hải không làm theo mà không thuộc thì sẽ bị điều tra viên đánh đập hay là cưỡng bức bằng rất nhiều các cái thủ đoạn khác nhau. Mà chúng ta nhìn thấy vụ ông Nguyễn Thanh Trấn, vụ ông Huỳnh Văn Nén hay là vụ ông Hàn Đức Long, họ đã bị đánh đập thậm tệ, các vết thương của họ vẫn còn đầy trên mình bẩy khi mà họ ra phiên tòa. Đấy, chúng ta nhìn thấy ông Huỳnh Văn Nén, ông đã tại phiên tòa đã cởi áo ra để chỉ cho tòa án những vết thương ở trên cơ thể của họ. Rồi ông Nguyễn Thanh Trấn cũng vậy, nhưng mà lúc đó tòa án đã bị viện kiểm sát và bên cơ quan điều tra bưng tai bịt mắt rồi, nên họ không có nhìn thấy những cái nỗi oan khiên để sau này khi sau
nhiều năm gia đình họ kiên chỉ khiếu nại kêu oan cùng với sự đồng hành của luật sư nữa, rồi có một số vị đại biểu quốc hội có lương tâm thì họ mới được minh oan, nếu không họ sẽ bị chôn vùi cả cuộc đời của họ ở trong lao tù hoặc thậm chí họ mất mạng ở tại pháp trường đấy. Chúng ta có nhìn đến rõ điều đó, thế nên không có lạ gì khi ông Nguyễn Hòa Bình nói gì, Hồ Duy Hải mô tả chính xác nơi hiện trường xảy ra đấy, hoàn toàn bởi vì điều tra viên đã hướng dẫn cho Hồ Duy Hải trước đó, trước khi vào cái buổi hỏi cung rồi. Thứ hai á là ông ta nói gì, trong đó có hai việc lưu ý, là ông nói là bưu điện là nơi công cộng nhưng những đồ vật trong phòng ngủ của Hồng nếu không có mặt tại hiện trường thì không biết vị trí những đồ vật rời như con gấu, tờ báo, cốc nước, nay có thể chỗ này mai có thể chỗ khác, và tất cả những cái đó mà tôi nói là Hồ Duy Hải đã mô tả chính xác đấy, hoàn toàn không có lại gì cả. Tôi nói rồi, Hồ Duy, điều tra viên phải chỉ cho Hồ Duy Hải tất cả những vị trí đó, đọc cho nghe, Hồ Duy Hải chỉ việc viết lại, đọc lại những cái lời khai đó mà thôi đấy, nên không có lạ gì khi mà nó phù hợp với các cái vị trí ở trong hiện trường ở tại bưu điện Cầu Voi. Cái điểm thứ hai á mà ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục đưa ra để cáo buộc Hồ Duy Hải có hành vi phạm tội đấy là gì, về diễn biến hành vi, Hải khai quá trình sờ soạng Hồng không nói gì, nhưng mà khi đè Hồng ra Hồng phản ứng, hiện trường để lại áo ngực của Hồng ở trên ngực, phản ứng bình thường của người phụ nữ khi ngồi dậy là phải sửa cái này, nhưng do phản ứng tức thì cô gái này không kịp sửa. Thứ hai, do đập đầu bằng thớt, bàn ảnh hiện trường là dính, là thớt dính máu nằm bên cạnh đầu Hồng, đỉnh đầu Hồng có một vết, kết luận pháp y do tác động của vật cứng phẳng đấy. Và thứ ba là giám định pháp y thì âm đạo của cô Hồng có dịch và cơ chế hình thành dịch do quá trình kích dục, do quá trình va chạm vào chỗ nhạy cảm. Thì như tôi nói đấy, kể cả các cái kết luận giám định pháp y hay là những cái chứng cứ có tại hiện trường, các dấu vết có tại hiện trường, thì điều tra viên phải hướng dẫn cho Hồ Duy Hải biết tất cả những điều đó để phù hợp với lời khai, hoặc là cơ quan điều tra đã lấy được lời khai từ những cái người nghi can đã bị bắt từ trước, đã bị tạm giữ từ trước, và họ lấy những lời khai có thể là hung thủ thực sự đã khai toàn bộ rồi, và họ bắt Hồ Duy Hải phải học thuộc những lời khai của cái hung thủ thực sự đó để cho phù hợp với cái hiện trường hay là những cái dấu vết ở trên cơ thể của nạn nhân. Hoàn toàn cái chuyện đó rất là dễ dàng, một khi họ đang muốn quy chụp hay là muốn làm oan cho một người ở đó thì họ cơ quan điều tra Việt Nam, các cái điều tra viên Việt Nam họ được đào tạo trong trường, họ có rất nhiều năm kinh nghiệm, họ có thừa trình độ, thừa khả năng, thừa với các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn để cho cái người bị oan sai đó bị phải làm cho đúng với tất cả những cái gì thực hiện ở trên hiện trường là như vậy. Cái điểm thứ ba ở đây á mà ông Nguyễn Hòa Bình đưa ra để chứng minh rằng Hồ Duy Hải có hành vi phạm tội là gì? Về tài sản cướp được thì Hải đã khai sau khi giết hai cô gái lấy được một số tiền, một số sim card và nữ trang của hai cô gái. Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không hề thể biết Hải lấy được những gì. Khi bị bắt, Hải khai ra là lấy được hai sợi dây chuyền. Gia đình người thân cô gái mô tả đồ vật là đúng, bưu điện đã nói rõ họ mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu sim card. Khi có tình tiết đáng chú ý, Hải khai lấy dây chuyền của Vân không có mặt, của Hồng là dây chuyền có mặt. Kết quả khám nghiệm hiện trường, dây chuyền của Vân nằm ở trên ngực áo, và cơ quan điều tra yêu cầu Hải khai nơi địa chỉ tiêu thụ. Hải vẽ chính xác nơi tiêu thụ là cửa hàng vàng và cửa hàng tiêu thụ đồ cũ. Thế đấy, thì tôi nói trong một cái video phân tích trước ấy, thì tôi nói gì, cơ quan điều tra đã chuẩn bị một cái hiện trường hay một cái cửa hàng để làm cái nơi nói rằng Hải bán đồ ở đó, và có thể là cái tiệm đồ đó do cái người nghi can trước đây đã khai rồi, và cơ quan điều tra tỉnh Long An đã chuẩn bị vẽ sẵn và yêu cầu Hải phải học thuộc, phải biết, phải chỉ rõ những cái đặc điểm của cái nơi bán vàng cũng như là những cái tài sản mà Hải lấy được ở trên người cô gái. Thì họ đã thu thập chứng cứ trong quá trình hỏi xem là bưu điện mất bao nhiêu tài sản, rồi hỏi gia đình xem là cô Vân và cô Hồng này có những tài sản gì trên trên người của họ để có thể dẫn đến bị cướp ở lúc đó. Thì hiển nhiên những cái đó cơ quan điều tra đã biết và họ nói Hải phải khai đúng như thế để phối hợp với trường. Thì tôi tiếp tục một lần nữa tôi khẳng định cái gì, cái việc mà để cho lời khai của Hồ Duy Hải phù hợp với hiện trường, phù hợp với các cái vết thương hay là những tài sản của nạn nhân hay là của bưu điện, thì cơ quan điều tra hoàn toàn dư khả năng
để làm điều đó trước và bắt Hồ Duy Hải phải thực hiện đúng những cái gì mà họ đã chuẩn bị lời khai cho Hồ Duy Hải. Cái điểm thứ tư ở đây là về giá cả. Thì cơ quan điều tra đã xác minh giá cả điện thoại thời điểm đó là 200.000, là phù hợp với lời khai của Hải bán được 200.000, và phương thức thanh toán giá cả đồ trang sức Hải mua cũng phù hợp với lời khai. Cái đấy rõ ràng rồi, cơ quan điều tra đã biết cái giá điện thoại, vì cái thời điểm mà Hồ Duy Hải bị bắt ấy, thì nó chỉ cách cái thời gian mà diễn ra cái vụ án mạng tại bưu điện Cầu Voi đó, nó có hơn 3 tháng thôi, không có sai. Thế cho nên là cơ quan điều tra đã biết được cái giá điện thoại ở đó và yêu cầu Hải phải khai đúng cái giá tại thời điểm đó, cái điện thoại cũng là 200.000, thì chuyện phù hợp là chuyện bình thường, nó không có cái gì đặc biệt đây cả. Cơ quan điều tra tạo chứng cứ rất là dễ dàng để cáo buộc Hồ Duy Hải để vu oan cho anh ta. Và cái điểm tiếp theo ấy là thứ năm, là ông ta đưa ra hung khí ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan không biết là cái thớt là hung khí. Khi bắt được, Hải khai dùng cái thớt đập đầu nạn nhân, lúc đó người ta mới biết thì đã bị dọn đi, giao Hải khai để giấu ở bưu điện ở một cái bảng, và sau đó thì ba dân phòng vào dọn thì đã tìm được con dao và họ cũng đã vứt đi. Thế thì như tôi nói đấy, khi mà giám định pháp y xác định rằng là hai nạn nhân bị chết bởi một vật cứng đập vào đầu và bị dao cắt cổ, thì hiển nhiên cơ quan điều tra đã phải suy nghĩ xem là cái vật cứng đó có thể là cái gì. Và khi mà họ điều tra hỏi Hồ Duy Hải thì đương nhiên họ đã phải nói ép Hồ Duy Hải phải khai ra cái vật cứng đó là cái thớt hay cái gì đó, mà trong quá trình điều tra họ biết được ở trong bí điện của Voi có những vật dụng gì ở trong đó. Thì đương nhiên những người dân phòng họ dọn, họ thấy cái thớt, họ thấy con dao, hoặc là những cái lời khai đó như tôi nói là của cái người, chính những người, cái người nghi can đã bị bắt đó và cái người đó đã được thả ra, và Hồ Duy Hải đã phải chịu tội thay cái nghi can đã được thả. Và nghi can đây trên báo chí đã nói đó là Nguyễn Văn Nghị, đấy, một cái nghi can số 1 bị tạm giữ ngay từ ban đầu khi vụ án xảy ra, rồi sau đùng một cái Nguyễn Văn Nghị đã biến mất khỏi các hồ sơ của điều tra, và tận 3 tháng sau thì Hồ Duy Hải mới bắt và thế vào vị trí của Nguyễn Văn Nghị. Cho nên tất cả những cái lời khai của Hồ Duy Hải là chắc chắn là nó có thể do cơ quan điều tra đã tạo ra, hoặc là họ bê cái lời khai của nghi can Nguyễn Văn Nghị trước đó để Hồ Duy Hải học thuộc và tiếp tục khai lại để cho phù hợp với tất cả những cái vật chứng mà có thể thu được từ hiện trường của vụ án. Và cái điểm thứ 6 ở đây là ông Nguyễn Hòa Bình thì nói rằng là Hồ Duy Hải đã có 25 lần nhận tội, tức là 25 lời khai nhận tội, và những lời khai nhận tội đó đều ở những thời điểm quan trọng, ví dụ như khi ban đầu bắt được Hồ Duy Hải, rồi sau khi có kết luận điều tra, rồi sau khi có cáo trạng, rồi ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, và cả trong cái đơn để gửi chủ tịch nước để xin ân xá nữa. Thì tôi nói là một cái người khi bị rơi vào hoàn cảnh ép cung và nhục hình như vậy thì họ không biết làm gì khác đâu, một người không có trình độ hiểu biết pháp luật lại bị đánh đập, bị cưỡng bức trong một thời gian dài như vậy, thì điều tra viên nói sao thì Hồ Duy Hải phải làm như vậy. Và anh ta tin tưởng là gì? Hay là điểm cuối cùng thì trong cái đơn gửi chủ tịch nước, anh ta sẽ được ân giảm từ tử hình xuống chung thân, và anh ta hy vọng sẽ thoát được cả tử hình của mình. Nhưng mà cuối cùng anh ta vẫn bị bác cái đơn xin ân giảm đó, và anh ta buộc lòng phải kêu oan. Đấy, thì rõ ràng là nó rất là phù hợp với tất cả thứ. Như tôi nói đấy, tôi đã từng bị giam 10 tháng ở trong trại tạm giam số 1. Tôi ở tầng 2, bị giam tạm giam ở tầng 2. Còn ở tầng 1 ấy, là có hàng chục người bị kết án tử hình vào giam ở đó. Thì hầu như trong 10 tháng ở đó tôi không nghe bao giờ thấy những người ở đó họ kêu oan cả. Vì bởi vì những người đó là những người phạm tội giết người hay là phạm tội buôn bán ma túy. Họ biết được cái hành vi của họ là bị tử hình rồi, và họ rất là phải chấp nhận những cái hình phạt đó đối với bản thân họ. Còn chỉ những người mà oan ức thực sự hiểu về cái oan thôi, mà đặc biệt ở đây ấy, là một cái vụ án giết đến hai người, thì cho dù Hồ Duy Hải có là người tâm thần hay là có bị làm sao nữa, thì anh ta chắc chắn phải nhận thức được, nếu anh ta phạm tội thật thì anh ta phải nhận thức được đó là một tội ác không thể nào kêu oan được. Đấy là nó xuất phát từ cái tâm thức, sự kêu oan nó phải xuất phát từ tâm thức của con người và tâm lý hết sức bình thường của bất kỳ con người nào khi mà họ bị ép cung nhục hình trong suốt thời gian đó, và họ bị
vu vào một cái tội ở từ gọi là từ trên ở đâu rơi xuống đầu họ với cái một cái vụ án mạng hai người liền, thì họ buộc phải cho oan, hồ sơ buộc phải cho oan. Đấy là cái xuất phát từ cái tâm thức của con người. Còn ở đây Nguyễn Hòa Bình đã một lần nữa trước Quốc hội lại cố tình để tiếp tục đưa ra lấy những cái chứng cứ hay những lời khai mà đã được cơ quan điều tra tỉnh Long An chuẩn bị tất cả từ trước để vu oan cho Hồ Duy Hải, để dùng Hồ Duy Hải để chết thay cho một nghi can nào đó. Đấy, mà ở đây dư luận xã hội đều nói rằng nghi can đó là Nguyễn Văn Nghị. Và cũng trong phiên họp sáng nay tại Quốc hội thì đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đã có phát biểu là gì? Ông đã bỏ nhiều đêm để đọc từng lời khai, đọc từng bản cung của vụ án Hồ Duy Hải. Và ông ta vẫn khẳng định rằng gì? Có quá nhiều những điểm bất khuất, tức là có quá nhiều những cái điểm mâu thuẫn ở trong vụ án Hồ Duy Hải. Nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã không đưa vấn đề đó ra tranh luận với ông Nguyễn Hòa Bình tại Quốc hội. Và chắc chắn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng với cái lương tâm của ông thì ông chắc chắn sẽ có một cái bản kiến nghị đầy đủ, vạch ra những cái điểm sơ hở ở những cái điểm mâu thuẫn ở trong toàn bộ hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Và cuộc chiến pháp lý để bảo vệ công lý, bảo vệ công bằng cho cá nhân Hồ Duy Hải nói riêng cũng như cho toàn thể người dân Việt Nam nói chung thì chắc chắn nó còn tiếp tục, và chúng ta hãy chờ đợi xem điều gì sẽ đến trong những ngày tháng tới đây, khi mà một số cơ quan như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay Ủy ban Tư pháp Quốc hội cùng với những cái chuyên gia, những người có am hiểu về pháp luật, họ sẽ tiếp tục xem xét lại vụ án này và chúng ta xem kết quả họ sẽ đi đến đâu, liệu Hồ Duy Hải có thoát được cái án tử hình hay không, Hồ Duy Hải có được minh oan hay không, thì chúng ta hãy chờ đợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phần phân tích, bình luận cũng như phản biện của tôi về những cái lập luận, những cái quan điểm buộc tội của chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình đối với Hồ Duy Hải vào sáng nay. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện Cầu Voi, biên bản mật bà Lê Thị Nga vào thăm Hồ Duy Hải tại trại giam công an tỉnh Long An, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, biên bản làm việc được đóng dấu mật hồi 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại trại giam công an tỉnh Long An. Chúng tôi gồm: một, bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội khóa 13, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phó trưởng đoàn giám sát oan sai của Ban Thường vụ Quốc hội. Hai, ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội khóa 13, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Ba, bà Quản Thị Ngọc Thảo, chuyên viên vụ tư pháp, người ghi biên bản. Bốn, phạm nhân Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, trú tại 129 gạch 39 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, để làm rõ một số nội dung trong vụ án Hồ Duy Hải bị xét xử về tội giết người và cướp tài sản. Nội dung, đại biểu Lê Thị Nga hỏi và Hồ Duy Hải đáp. Hỏi, lâu nay Hải có gặp mẹ không? Đáp, tôi có. Hỏi, Hải có em gái không? Tên em gái anh là gì? Đáp, em gái tôi tên Thủy. Hỏi, Hải đã học gì tại thành phố Hồ Chí Minh? Đáp, tôi học trung cấp nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Lê Thị Nga giải thích cho phạm nhân Hồ Duy Hải biết chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Loan, bà Rưỡi luôn kêu oan và gửi đơn lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị minh oan cho Hồ Duy Hải. Hỏi, trạng thái sức khỏe của anh hôm nay như thế nào? Đáp, tôi sức khỏe bình thường. Hỏi, trước khi bị nhốt, anh đã học xong nghề hay chưa? Đáp, tôi đã học xong trung cấp điện lạnh. Hỏi, khi anh học ở đâu? Đáp, tôi ở nhà với bà nội ở quận 5, nhà nội có bà nội và cháu là Hồ Tiến Lợi. Hỏi, quá trình học, có người yêu hay chưa? Đáp, tôi có người yêu năm 2008 và có một số người cảm tình. Hỏi, anh có nhiều bạn trai hay không? Đáp, tôi có nhiều bạn như Hoàng Luân. Hỏi, sở thích bình thường là gì? Đáp, thích xem đá bóng, âm nhạc và thích chơi với những bạn trai vì hay xem đá bóng với nhau. Hỏi, anh có thích cá độ bóng đá không? Đáp, tôi thích. Hỏi, việc cá độ bóng đá được thực hiện như thế nào? Đáp, tôi liên hệ với chủ thầu và xem lịch thi đấu bóng đá trên báo. Hỏi, ở Long An anh mua báo ở đâu? Đáp, báo ở đâu cũng có sẵn. Hỏi, trước khi đi học anh ở với ai? Đáp, tôi ở với cậu dì. Tôi có dì hai, dì Nguyễn Thị Rưỡi, dì Nguyễn Thị Nô, mẹ Nguyễn Thị Loan, dì út Nguyễn Thị Len, cậu Nguyễn Văn Song. Hỏi, ai là người thương anh và gắn bó với anh nhất? Đáp, tôi gắn bó với dì út và cậu Tư vì mẹ tôi đi làm ở Đài Loan
nên tôi ở với dì út. Năm 2007 mẹ tôi mới về và có nhà mới. Hỏi ai là người hay cho anh tiền mỗi khi anh cần? Đáp dì út cho tiền vì mẹ nhờ dì út chăm sóc. Dì út cho mỗi tháng 500.000 đồng, ăn uống tại trường nghề thì ở nhà nội. Hỏi nếu anh thua cá độ bóng đá thì lấy tiền đâu để trả? Đáp dì út cho nhưng thường là tôi, còn những người khác ít cho, dì rưỡi ít cho, gia đình chỉ có dì út và cậu Tư có điều kiện khá hơn. Hỏi buổi làm việc anh có đề nghị gì? Đáp tôi đề nghị xem xét lại vụ án. Hỏi vì sao phải xem xét lại vụ án? Đáp vì tôi lỡ nhận nên đề nghị xem xét lại hành vi. Vì khi đó tôi biết giết hai người sẽ mang tội nặng thôi, chứ không nghĩ sẽ bị tử hình. Hỏi vì sao anh lại nhận tội giết người? Đáp vì sau khi xảy ra vụ án, khoảng 2 tháng, cơ quan điều tra gọi lên làm việc. Tôi không nhớ rõ ngày đó đã làm gì ở đâu, thời gian lâu quá. Một số lời khai cần xác minh không đúng như vậy. Khi xác minh, những người xung quanh mình lại không nhớ rõ. Hỏi anh nhận tội như thế nào? Đáp trước khi nhận tội không có ai đánh đập, tôi tự nhận và viết. Hỏi ngày 21 tháng 3 năm 2008, tại sao anh lại bị triệu tập lên cơ quan điều tra? Đáp vì ngày xảy ra vụ án, tôi có gọi điện vào máy bưu điện Cổ Voi và hỏi mua báo. Tôi gọi gặp Hồng, tôi quen biết hai cô từ năm 2007, tôi có quen Vân trên xe buýt về quê. Hỏi anh gọi điện vào thời điểm nào? Đáp khoảng 6 giờ đến 7 giờ sáng, ngày 13 tháng 1 năm 2008. Hỏi hàng ngày anh thường mua báo bóng đá ở đâu? Đáp tôi mua ở thị trấn Thủ Thừa, sau đó quen hai cô nên mua ở bưu điện Cổ Voi. Hỏi từ nhà lên hai chỗ mua báo, hai chỗ đó khoảng cách bao xa? Đáp từ nhà tôi lên chỗ mua báo Cổ Voi 5 đến 6 cây số, còn đến Thủ Thừa thì 3 đến 4 cây số. Hỏi anh hay mua vào ngày nào? Đáp tôi mua vào cuối tuần vì cuối tuần hay có giải ngoại hạng Anh. Hỏi cơ quan điều tra hỏi làm việc từ ngày nào? Đáp ngày đầu tiên làm việc là chiều ngày 20 tháng 3 năm 2008 lên làm việc tại cơ quan điều tra tỉnh Long An. Tôi không nhận tội nên cho về. Tôi làm việc với điều tra viên Nguyễn Văn Minh. Ngày 20 tháng 3 năm 2008, tôi có viết một tờ, tôi tự viết. Tường trình về thời gian hôm đó tôi làm gì, chứ không nói về việc nhận tội. Hỏi ngày 21 tháng 3 năm 2008, anh làm việc tại cơ quan điều tra như thế nào? Đáp, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2008, tôi không nhận tội vì không giải thích được về thời gian nên khó khăn. Đến buổi chiều thì tôi nhận tội và tự viết bản tự nhận tội. Hỏi có ai ép anh nhận tội hay không? Đáp vì tôi thấy căng thẳng trước khi nhận tội, không ai đánh tôi khi viết bản tự khai, tự tôi viết, không có ai đọc cho. Cán bộ điều tra chỉ nói có làm hay không thì khai lại sự việc. Hỏi anh thích xem phim gì? Đáp tôi thích xem phim tình cảm. Hỏi theo anh người đàn ông thì phải như thế nào? Đáp theo tôi nghĩ thì phải mạnh mẽ. Hỏi ở nhà anh có hay giúp việc gia đình hay không? Đáp tôi dọn dẹp, từ giặt giũ, lau nhà bằng cây lau. Hỏi xung quanh nhà anh có vườn hay không? Đáp có, trên vườn có chuối, đu đủ, cây trứng cá. Hỏi nhà anh nấu ăn bằng gì? Đáp nhà tôi nấu ăn bằng bếp ga, có rác lá cây để đốt. Hỏi điều tra viên có ép buộc anh nhận tội hay không? Đáp điều tra viên nói tôi là người tình nghi và nói có làm thì viết. Hỏi anh có thường xuyên đến chỗ cô Hồng và cô Vân không? Đáp tôi có đến mua báo, trông Hồng đẹp hơn Vân. Hỏi trong hai cô thì anh thích cô nào không? Đáp tôi chỉ coi họ là bạn, không phải là người yêu. Hỏi anh có vào vòng tiếp khách bao giờ hay không? Đáp tôi không vào, vì quầy có tấm kính nên không nhìn rõ, tôi chưa vào phòng đó lần nào. Hỏi anh đến mua báo vào thời gian nào? Đáp tôi đến mua báo khoảng tầm sáng, muộn thì đến trưa. Hôm đó tôi gọi điện thì gặp Hồng, nhưng Hồng nói không có báo. Hỏi áp lực nào anh lại nhận tội? Đáp hôm đó tôi thua bóng đá hơn 20 triệu đồng nên bị áp lực. Hỏi còn áp lực nào khai không? Đáp gia đình không cho tiền nên phải lên thành phố ở một thời gian, sau đó cơ quan điều tra gọi lên làm việc. Hỏi hôm xảy ra vụ việc anh có đưa tiền cho Vân đi mua trái cây hay không? Đáp đó chỉ là lời khai. Hỏi tại sao anh có thể viết bản tự khai như vậy? Đáp tôi nghe người xung quanh nói và bà Nguyễn Thanh Hải, công an viên xã Nhị Thành nói, vào thời điểm sau ngày 13 tháng 1 năm 2008 một tháng, các thông tin Vân đi mua trái cây, giết người bằng việc dùng dao cắt cổ, nhận dây chuyền, sau đó tôi nối ghép thông tin để viết bản tự khai. Hỏi khoảng thời gian xảy ra vụ án anh làm gì? Đáp tôi ở nhà. Hỏi thời gian đó đã trả 20 triệu đồng hay chưa? Đáp tôi chưa trả được. Hỏi ai là người anh nợ nhiều nhất? Không trả lời. Hỏi hậu quả việc nợ theo anh, nếu không trả được thì anh sẽ bị làm gì? Đáp tôi sẽ bị đánh. Điều tra Minh không đánh và tôi tự viết ra bản tự khai. Tôi không nhận tội thay cho ai cả.
Hỏi anh nhận tội để che giấu cho ai hay không? Đáp, tôi không che giấu cho ai cả. Hỏi tại sao anh vẽ lại được bản ảnh hiện trường? Đáp, tôi vẽ đại. Hỏi bản tự khai, sao anh viết được diễn biến vụ án? Đáp, tôi tự nghĩ ra các diễn biến sau khi nghe mọi người nói. Hỏi thời gian nào anh đi cầm cố điện thoại? Đáp, khi tôi cầm điện thoại có một người gọi điện. Sau đó tôi cầm điện thoại, thời gian đó mất khoảng gần 5 phút. Sau đó tôi đi đến quán, đưa tiền cho Dương, ghé qua góc phố. Hỏi đến mấy giờ thì anh về nhà? Đáp, tôi về nhà luôn và xem đá banh và không đi đâu nữa. Hỏi vậy tại sao trước đây anh cho rằng anh không lý giải được thời gian tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 anh nhận tội, vậy tại sao hôm nay anh lại nhớ rất rõ? Đáp, tôi khai tùm lum. Sau đây là đại biểu Đỗ Văn Đương hỏi Hồ Duy Hải. Đáp, hỏi khi anh viết bản tự khai có ai đánh anh hay không? Đáp, không có ai đánh tôi khi viết bản tự khai và vẽ sơ đồ. Sau khi nhận tội tôi mới bị đánh. Hỏi anh có được diện lại hiện trường hay không? Đáp, tôi có được diện lại. Hỏi tại sao anh xin thôi quốc tịch Việt Nam? Đáp, tôi tự viết xin thôi quốc tịch Việt Nam. Hỏi anh có đề nghị chết sớm không? Đáp, tôi có đề nghị chết sớm vì nhốt như thế này cực khổ lắm. Hỏi anh thấy cô Hồng, cô Vân ai đẹp hơn? Đáp, tôi thấy cô Hồng đẹp hơn. Hỏi anh có thích Hồng không? Đáp, tôi không thích. Hỏi hôm nay anh có đề nghị gì không? Đáp, tôi yêu cầu xem xét lại toàn diện vụ án, xem lại dấu vân tay. Hỏi lý do gì anh lại nhận tội? Đáp, lúc đó tôi cảm thấy tới đường cùng. Gia đình không giúp đỡ, gia đình tôi nợ, sợ chồng về sẽ gây lộn nếu tôi không trả được tiền. Chỗ nào tôi cũng thấy là đường cùng, vì dì út cho nhiều lần rồi, lên lần này không cho nữa. Sợ những người thân không có điều kiện, cuộc sống của tôi lúc đó chán nản. Hơn nữa tôi vào diện tình nghi giết người mà không chứng minh được thời gian ngoại phạm. Vì tinh thần bất ổn nên khai một số chỗ bị lộn, tức là bị nhầm. Cơ quan điều tra xác minh không có nên tôi nhận tội. Hỏi tại sao anh lại viết trong bản tự khai là xin lỗi cơ quan điều tra đã làm mất nhiều thời gian điều tra? Đáp, vì cơ quan điều tra đã mất hơn 2 tháng điều tra. Hỏi anh khai bị đánh thì bị đánh vào thời gian nào? Đáp, khi tôi khai về tài sản tôi nói không biết nên bị đánh. Hỏi ai là người đánh anh? Đáp, điều tra viên Nguyễn Công Định. Hỏi điều tra viên đánh anh như thế nào? Đáp, điều tra viên đánh vào hai đùi, đi không nổi. Chỉ đánh khi điều tra viên hỏi về tài sản, chủ yếu về tài sản, còn những nội dung khác trong vụ án thì tôi không bị đánh. Hỏi tại sao anh lại khai việc đốt quần áo? Đáp, tôi sợ bị đánh, vì khi tôi không nhận lấy tài sản đã bị đánh, nên điều tra viên hỏi quần áo mặc khi gây án tôi để đâu nên tôi khai đại. Hỏi thời điểm lấy tro vào ngày 21 tháng 3 năm 2008 là thời điểm anh chưa bị đánh, vậy anh giải thích tại sao lại mâu thuẫn? Đáp, tôi khai lộn. Hỏi tại sao anh khai được một số nơi bán tài sản, khai đúng về tên cửa hiệu? Đáp, tôi đi qua nên biết. Hỏi theo anh, nếu anh không giết thì ai có thể là người gây án? Đáp, tôi nghĩ là người yêu của hai cô đó. Hỏi hai ngày, ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2008 có bị đánh hay không? Có ai gợi ý cho anh hay không? Đáp, trong hai ngày đó tôi không bị đánh. Cán bộ điều tra chỉ hỏi có biết sự việc đó hay không. Hỏi trong quá trình giam có khi nào anh xin thi hành án sớm hay không? Đáp, có, tôi buồn nên muốn thi hành án sớm. Hỏi điều kiện ở trại như thế nào? Đáp, điều kiện ở trại tốt, được xem báo. Hỏi anh có khi nào muốn tự tử không? Lý do gì lại làm như thế? Đáp, tôi có một số lần muốn tự tử, tôi buồn. Hỏi khi đi học mọi người trong gia đình có quan tâm đến anh hay không? Đáp, nội ngoại hai bên cùng quan tâm. Hỏi ở chỗ chơi cá cược có người nào không trả tiền mà bị đánh chết không? Đáp, không. Hỏi tòa án xử anh có quan điểm thế nào? Đáp, tôi cho rằng bản án chưa thuyết phục vì chỉ căn cứ vào lời khai mà không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Hỏi anh có bị mớm cung không? Đáp, không, tôi không bị mớm cung. Hỏi thời gian nào bị đánh? Đáp, khoảng qua tháng 5 khi khai về phần tài sản không đúng nên bị đánh. Hỏi tại sao bản tự khai ngày 21 tháng 3 năm 2008 anh lại hối lỗi? Đáp, đáng lẽ ra phải sớm hơn. Hỏi tại sao anh lại có lời xin lỗi gia đình? Đáp, vì điều tra viên nói viết về gia đình thì thế nào, bị hại thì thế nào, nên tôi tự viết ra. Hỏi anh có bị oan không? Đáp, có. Hỏi anh có giết người không? Đáp, tôi không giết người. Hỏi tại sao anh lại vẽ được sơ đồ? Đáp, do cơ quan điều tra hỏi chỗ đó có bảng không, có cầu thang không, sau đó tôi ghép vào. Hỏi anh có nhớ nợ những ai trong vụ việc cá độ đá bóng hay không? Đáp, tôi đã khai trong vụ án cá độ rồi. Hỏi sao anh lại biết về vụ án giết người, có để lại dấu vân tay? Đáp, do luật sư nói trước khi mở phiên tòa là có dấu vân tay. Luật sư nói
Nếu xử không đúng thì yêu cầu tòa xem xét lại hồ sơ. Luật sư nói dấu vân tay không đúng. Hỏi, giả sử không có luật sư, anh ra tòa anh có kêu oan không? Đáp, Hồ Duy Hải im lặng một lúc, sau đó trả lời, tôi có thể. Quá trình điều tra tôi kêu oan nhưng điều tra viên không nói gì. Nếu tôi viết kêu oan thì điều tra viên cùng bỏ đi. Hỏi, điều ân hận nhất của anh là gì? Đáp, vì tôi lừa nhận tội, nếu biết là chết thì tôi không nhận tội. Hỏi, buổi làm việc hôm nay anh có thoải mái không? Đáp, tôi thoải mái. Hỏi, những lời khai trong buổi làm việc anh có khai trung thực không? Đáp, tôi khai trung thực. Hỏi, anh có tự nguyện khai không? Đáp, tôi tự nguyện. Hỏi, anh có bị ép buộc trong buổi làm việc này hay không? Đáp, tôi không bị ép buộc. Hỏi, sau khi cầm máy điện thoại anh gặp ai? Đáp, tôi gặp anh Đang. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho các bên nghe, công nhận đúng sự việc, ký tên Hồ Duy Hải, người ghi biên bản Quản Thị Ngọc Thảo. Đại biểu hỏi Lê Thị Nga, Đỗ Văn Đương. Xác nhận của trại tạm giam công an tỉnh Long An, Trung tá Nguyễn Hùng Giang. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải chấn động. Người phát hiện ra vụ án bưu điện Cầu Voi không ký tên trong hồ sơ vụ án. Anh Phùng Phùng Hiếu, bưu tá phát hiện ra thi thể hai nạn nhân tại bưu điện Cầu Voi, đã lập tức trèo rào quay ra và báo công an. Anh vừa là bưu tá, vừa là anh bà con của hai cô gái. Thông tin về anh Phùng Phùng Hiếu trên báo chí xuất hiện rất nhiều. Nhưng dư luận cứ băn khoăn, rốt cuộc cánh cổng bưu điện sáng hôm đó mở hay đóng, có khóa hay không? Vì sao Hồ Duy Hải lại trèo rào ra từ phía trước lấy xe? Và hồ sơ vụ án không hề nói Hồ Duy Hải sau khi lấy xe thì đóng cổng lại. Đến nay chúng tôi đã có bút lục lời khai của anh Hiếu, nhưng lời khai này được lấy sau khi cả hai cấp tòa đã tuyên hủy án tử hình Hồ Duy Hải. Biên bản ghi nhận lời khai lập ngày 26 tháng 9 năm 2011 do ông Đỗ Xuân Tử, Phó vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện. Anh Hiếu khai sáng hôm đó cánh cổng khép, anh phải dừng xe để mở cổng, đẩy xe vào sân, và hồ sơ vụ án cho đến nay không có chi tiết nào nói Hồ Duy Hải sau khi dắt xe để ra ngoài thì quay lại để đóng cổng lại. Vì cánh cổng này có hai cánh cửa, muốn đóng lại phải kéo từ bên trong và xuống đẩy xe. Anh Hiếu khai, mấy ngày sau anh được lấy lời khai, nhưng không thấy ai kêu ký tên vào biên bản và cho về. Một vụ án chấn động, nhưng lời khai của anh Hiếu, người phát hiện ra thi thể đầu tiên. Chị Kim Tuyền, người khai nghe tiếng kêu ái ái lúc 20 giờ. Anh Long, người sau cùng nhìn thấy Vân còn sống. Anh Còi và anh Trí, hai người cuối cùng nhìn thấy nghi can, để bị rút lời khai ra khỏi hồ sơ vụ án. Lời khai ban đầu rất quan trọng vì nó được lấy ngay từ khi vụ án xảy ra. Thế nhưng lời khai ban đầu của những người rất đáng tin cậy này đều bị rút ra. Mãi đến khi bắt Hồ Duy Hải xong, các lời khai khác mới được thực hiện và có hiện tượng được uốn nắn cho khớp với hiện trường. Tuy nhiên rất nhiều lời khai đã được chứng minh mà trớt quất. Vì muốn khép tội Hồ Duy Hải cho thật vững vàng nên các lời khai bất lợi cho việc kết tội đều biến mất. Trải qua gần 13 năm, những bút lục này lần lượt xuất hiện để làm rõ vụ án. Xin cảm ơn các anh điều tra viên, kiểm sát viên và 2/17 vị trong hội đồng thẩm phán đã tin tưởng anh em chúng tôi để tất cả chúng tôi cùng nhau đi đến nền tư pháp minh bạch. Dù 17 vị thẩm phán đã đồng loạt giơ tay biểu quyết hôm mùng 8 tháng 5, nhưng giờ đây đã có 2/17 vị đã suy nghĩ lại và đã có động thái đúng đắn. Những người đang theo dõi vụ án Hồ Duy Hải ghi nhận sự hồi tâm của 2/17 vị thẩm phán này. Vụ án này chắc chắn không ít người ở Long An biết rõ sự thật. Nhưng tại sao họ phải im lặng bấy lâu nay? Nhưng tại sao họ phải im lặng trong gần 13 năm qua? Và chắc chắn trong số đó có những người day dứt vì lương tâm và trách nhiệm không hoàn thành. Chính vì vậy, vụ án này phải liên đới tới những nhân vật VIP nằm trong bộ chính trị. Theo luật sư Trần Hồng Phong nói thêm, khoảng tháng 6 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong viết đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Trong đơn, lấy theo thông tin trên báo Thanh Niên, luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi, theo lời khai của Hồ Duy Hải, sau khi gây án lấy xe máy chạy về nhà, không hề khai đã khóa cổng, vậy thì tại sao sáng hôm sau, người bưu tá thấy hai cánh cổng khóa? Ngay sau khi nhận được đơn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào xác minh và lấy lời khai của anh Phùng Phùng Hiếu như trên. Tháng 7 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong cùng bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, đi ra Hà Nội kêu oan cho Hồ Duy Hải. Khi đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có nói với luật sư cánh cổng chỉ khép chứ không khóa. Tháng 11 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong trực tiếp đến gặp anh Phùng Phùng Hiếu. Anh cho biết cánh cổng chỉ khép và sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra có mời anh lên lấy lời khai nhưng không cho ký vào biên bản trên cơ sở cánh cổng khép. Từ năm 2012, gia đình Hồ Duy Hải và luật sư Trần Hồng Phong trong đơn đều nêu lên nghi vấn Hồ Duy Hải không khép cánh cổng, vậy ai là người đã khép hai cánh cổng? Tại phiên tòa giám đốc thẩm,
và mới đây nhất là ngày 27 tháng 5 năm 2020 là lá đơn kiến nghị gửi công an tỉnh Long An và luật sư Trần Hồng Phong vẫn tiếp tục nêu vấn đề này. Tôi đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an vào cuộc ngay điều tra khởi tố tội cố tình làm sai lịch hồ sơ, bắt hết và bắt ngay điều tra viên Viện Kiểm sát, Tòa án sơ thẩm phúc thẩm, thậm chí là giám đốc thẩm, kể cả Nguyễn Hòa Bình nếu có tội làm sai lịch hồ sơ vụ án, cho các anh ấy vô tù ngay, chấn chỉnh lại nền tư pháp nước ta cũng như tỉnh Long An nói riêng. Thói ở đâu có thái độ ngầm khi xét xử, ý ngầm như đang ở giai đoạn kháng án nên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không có giá trị. Đó là thái độ nâng bi của ông Nguyễn Hòa Bình, cho vô tù như ông Thăng ông Vịnh đấy, để biết thế nào là tù đầy. Lâu nay tòa án đỉnh cao của ta vẫn xử án theo kiểu nước đổ máng suối, muốn nước chảy đi tới đâu là hướng máng suối theo đó. Một nền tư pháp luôn dựng dưng đổ ụp mọi tội lỗi lên đầu dân đen theo luật pháp, nhưng lại sẵn sàng hướng về luật rừng nếu có liên quan đến lợi ích bè phái, là một nền tư pháp mục nát và mãi vẫn không thể hay không thèm sửa chữa nền tư pháp ấy, chỉ có thể là một chính quyền mục nát. Tôi tin tưởng vụ án này sẽ được đưa ra ánh sáng, ngoài việc cứu được một mạng người, nó còn cứu giúp lòng tin công lý của hàng triệu người Việt, nó còn cứu giúp lòng triệu hàng tin người Việt. Danh sách của những kẻ làm giả hồ sơ vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cần được niêm yết công khai để nhân dân biết và xử lý. Vậy là 2 trên 17 vị thẩm phán vẫn còn có lương tâm, có lẽ họ cũng bất đắc dĩ, dù là trước đó họ đã sai, nhưng cũng rất mừng dù là ít ỏi, nhưng ít ra vẫn còn một chút hy vọng cho nền tư pháp Việt Nam. Vụ án Hồ Duy Hải, các dấu hiệu bất thường khuất tất trong vụ án. 1. Không lấy lời khai của anh Phùng Phùng Hiếu, nhân viên bưu điện, người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án vào sáng hôm sau. 2. Đã thu được mẫu máu tại hiện trường vụ án, nhưng đã không đưa đi giám định ngay mà để 4 tháng sau đó mới đi gửi giám định. Mẫu máu đã bị phân hủy, không giám định được ADN hay dấu vân tay. 3. Thời điểm Vân đi mua trái cây, có bằng chứng khách quan là camera cây xăng của voi và lời khai của hai vợ chồng chỉ bán trái cây lấy ngay sau khi phát hiện án mạng, nhưng lại căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải và nhân chứng tuyển để xác định thời điểm đó là khoảng 20 giờ 30 phút. 4. Về việc phát hiện con dao ở vị trí bất thường tại hiện trường vụ án, nhưng lại cho đem đi tiêu hủy, người được hỏi ý kiến là một ông công an huyện và một công an xã làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ án và có mặt từ đầu đến cuối quá trình khám nghiệm. 5. Chấp nhận những lời khai vô lý không thể tin được của Hồ Duy Hải để kết tội Hồ Duy Hải, ví dụ như khai muốn quan hệ với Hồng nên điều Vân đi mua trái cây, không được nên giết cả hai. 6. Hồ Duy Hải khai lúc Vân đi mua trái cây về thì đóng cửa lại, trong khi Hải là khách vẫn ngồi nói chuyện với Hồng bên trong nhà, xe của Hải vẫn để ngoài sân. 7. Hồ Duy Hải khai phải về nhà đổi xe cho dì Len đi chợ vào lúc 7 giờ tối, chợ quê nào mở. 8. Hồ Duy Hải khai dắt dao ở bụng, ở vị trí mà không thể hành động, chạy nhảy, bê kéo người được. Khi thực nghiệm, điều tra viên phải quấn dao để Hồ Duy Hải nhét vào trước bộ hạ, không quấn thì toi chi mà. Còn nhiều vấn đề vi phạm tố tụng, các dấu hiệu bất thường khác mà kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chỉ ra nhưng phiên tòa giám đốc thẩm không làm rõ, tôi xin không nhắc lại ở đây. Với trình độ và sự dày dạn của mình, 17 thành viên của Hội đồng Thẩm phán chắc chắn phải thấy hết các vi phạm tố tụng bất thường của vụ án. Nhưng thật bất ngờ, 17 vị lại giơ tay biểu quyết bảo dù có sai sót vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Và sau đây là một số điểm mà cơ quan tố tụng đã vi phạm. 1. Nhân chứng không có ai thấy Hồ Duy Hải. 2. Bằng chứng dấu vân tay và máu không phải là của Hồ Duy Hải. 3. Vật chứng con dao và cái thớt dính đầy máu và dấu vân tay không phải là của Hồ Duy Hải. 4. Không có bằng chứng, vật chứng, người chứng hoặc không có bất cứ chứng cứ gì. 5. Hung thủ thực sự ra tay rất tàn ác, đang sống ngoài vòng pháp luật, thực sự quá nguy hiểm. 6. Gần 13 năm trời tra tấn biệt giam, vô cớ thật là quá bất công. 7. 8 nhân chứng quan trọng trong vụ án này là các cán bộ cấp cao đã bị hung thủ ra tay thủ tiêu. 8. Nguyễn Mỹ Son là nhân chứng quan trọng cuối cùng để biết được ai là Nguyễn Văn Nghị thật, chắc chắn sẽ bị hung thủ thủ tiêu. 9. Phải thả Hồ Duy Hải ra ngay lập tức để an ủi gia đình bà ngoại quá già. Người dân Việt Nam sẽ bớt bức xúc và thêm lòng tin vào nền tư pháp của Việt Nam đang tốt lên từng ngày. Kính thưa quý khán giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một băng đảng tội phạm trá hình và Tòa án Nhân dân Tối cao là những tay sai đao phủ thủ thì làm gì có công lý cho người dân. Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Đỗ Nga với tựa đề Cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra và nỗi kinh hoàng cho dân. Khi trả lời báo chí bên lề cuộc họp Quốc hội cách đây hơn 6 năm rưỡi là vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, ông Nguyễn Đình Quyền,
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 13 đã nói rằng, điều tra ở Việt Nam được coi là một trong những cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước, tôi có đi cùng chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp sang làm việc gần một tuần với FBI. Rõ ràng khả năng phá án của Việt Nam rất giỏi, đặc biệt là các án về an ninh quốc gia, về giết người cướp của, bởi vì cuộc phòng chống tội phạm của chúng ta dựa vào nhân dân. Hết trích. Ở nước Hoa Kỳ, những tội phạm an ninh quốc gia là những kẻ khủng bố đánh bom tấn công vào những cơ quan của chính phủ hay các cơ sở dân sự đông người, biên dân. Lấy thí dụ như Timothy McVeigh, thủ phạm gài bom cho nổ tòa nhà liên bang ở tiểu bang Oklahoma vào tháng 4 năm 1995, hay là tổ chức Al-Qaeda tấn công nước Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Mà để điều tra những tội phạm loại này thì không thể dễ dàng và nhanh chóng được. Như ta biết, nước Hoa Kỳ không bao giờ xem những người chỉ trích chính phủ là tội phạm an ninh quốc gia, mà họ xem đó chỉ là quyền pháp định đối với tất cả mọi người dân mà thôi. Đó là quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản lại xem những người thực hiện quyền tự do ngôn luận lại là những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia. Mà hầu hết những người chỉ trích nhà cầm quyền thì họ không xem mình là tội phạm nên họ không trốn. Vì lẽ đó, cơ quan điều tra Cộng sản Việt Nam mới bắt họ dễ như bắt cá trong chậu hay bắt chim trong lòng. Vậy thì làm sao mà Cộng sản lại không bắt tội phạm an ninh quốc gia nhanh chóng được? Nước Hoa Kỳ đã trải qua gần 250 năm có nền tư pháp độc lập, và cũng ngần ấy năm, cơ quan điều tra của họ làm nhiệm vụ điều tra để phục vụ quá trình xét xử. Như ta biết, cơ quan điều tra thuộc hành pháp và cơ quan xét xử thuộc tư pháp. Hai cơ quan này làm việc độc lập và tất cả đều dựa trên tính nghiêm minh của luật pháp để thi hành. Về tính chất của tư pháp, bất kỳ một hành động phạm pháp nào như ép cung hay dùng nhục hình thì nhân viên điều tra ấy sẽ phải trả giá bằng bản án. Người làm nghề điều tra ở Hoa Kỳ luôn làm việc với trạng thái trên đầu họ luôn có lưỡi dao tư pháp chực chờ bổ xuống nếu họ dám làm sai, nên họ không bao giờ làm bừa, làm ẩu hay xem thường luật pháp. Như ta biết, để thượng tôn pháp luật thì phải đạt tiêu chuẩn đúng tội mà không được dùng nhục hình hay ép cung. Chính vì vậy nên thời gian điều tra không thể nào điều tra nhanh nếu gặp vụ án phức tạp. Ngược lại, với cơ quan điều tra của Hoa Kỳ là cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng sản, chỉ chú trọng đến nhanh mà bỏ qua yếu tố đúng. Với cái cơ chế quái đảng của nhà cầm quyền Cộng sản là khi điều tra nhanh thì kẻ điều tra có thể được thưởng nóng và có được thành tích tốt để thăng tiến sự nghiệp. Trong khi đó, nếu như có gây tội ác vì dùng nhục hình thì chúng cũng được cấp trên che đậy. Bởi được hưởng quyền lợi đó mà hầu như mọi cảnh sát điều tra của Cộng sản Việt Nam đều không ngần ngại dùng biện pháp nhục hình ép cung để đạt được yếu tố nhanh trong việc điều tra của chúng. Đó là lý do tại sao dân chúng mới có câu, công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài. Còn nhớ vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, tức gần 3 năm mà cả nước đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ hoặc tại trại tạm giam. Như vậy, tính ra cứ mỗi 5 ngày thì Công an Việt Nam dùng nhục hình cho đến chết một người, một con số kinh khủng. Vì nó cho thấy Cộng sản Việt Nam vừa thiếu được huấn luyện chuyên môn mà vừa gian ác nữa. Và điều khiến cho người dân bất mãn, căm phẫn là khi công an, cảnh sát điều tra phạm tội ác giết người như vậy, nhưng hầu như không có được bao nhiêu kẻ bị truy tố cả. Tất cả tội ác của chúng đều quy kết do lỗi của người đã chết như nghi phạm tự treo cổ bằng dây thun lưng quần, hay nghi phạm tự rút dây nịch thắt cổ. Biên biên, đây là hình ảnh rất rõ nét nhất về phẩm chất điều tra của cảnh sát, công an Cộng sản Việt Nam.
Bản chất của tư pháp và cơ quan điều tra là mang lại công lý và công bằng cho xã hội. Ấy vậy mà ở Việt Nam không phải thế. Tại Việt Nam, hai cơ quan này đã gây ra nỗi khiếp đảm với không biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé họng. Vậy, tư pháp và cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng sản không những không mang đến công lý cho dân mà nó còn gây nên tội với đồng bào. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, ở Việt Nam, ai mới có thể mang lại công lý đến cho dân? Câu trả lời, chỉ có dân, chính dân mới có thể lên tiếng vì công lý. Nhưng mà không bao giờ toàn dân lên tiếng mà có công lý. Cũng lắm khi có dân lên tiếng, nhưng nhà cầm quyền vẫn phớt lờ. Chẳng hạn ví dụ nhà cầm quyền giết người mà còn phanh thây ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội là một thí dụ, và còn biết bao nhiêu thí dụ về những tù nhân lương tâm nữa. Gần đây, tại Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội đang xét xử giám đốc thẩm vấn vụ án Hồ Duy Hải. Mặc dù bằng chứng vô tội của anh Hải đầy đủ, nhưng không ai dám chắc rằng người tử tù bị oan này được thoát án. Bởi lẽ, tòa án này dựng lên là để làm nhiệm vụ chính trị cho Đảng Cộng sản, chứ không phải mục đích là mang lại công bằng cho Hồ Duy Hải. Do đó, Nguyễn Hòa Bình đang bị kẹt. Nếu ông Bình tuyên bố Hồ Duy Hải vô tội, thì điều đó cũng đồng nghĩa là ông ta thừa nhận hệ thống tư pháp của Việt Nam là một hệ thống gây tội ác. Còn nếu giữ nguyên án, nghĩa là ông đã cho dân thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thèm lắng nghe dân. Chính vì nhiệm vụ của một phiên tòa là làm chính trị cho đảng, nên không ai dám chắc anh Hồ Duy Hải sẽ thoát tội, dù là chứng cứ mười mươi rằng Hồ Duy Hải vô tội. Biết làm sao bây giờ? Nhà cầm quyền Cộng sản là thế, nó như thế là do ta mà ra cả.